Hay quá. Đây là Lê Trung Vinh, và xin được chia sẻ với cả nhà ngày hôm nay là ba của Lê Trung Vinh, đó là anh Linh, thì vừa từ Mỹ bay về và thăm con trai của mình. Nhớ lắm đó, nhớ lắm đó cả nhà. Anh Linh bị tai biến 2 năm rồi và anh nói chuyện rất khó khăn. Anh về Việt Nam lần này để châm cứu, chữa bệnh, và anh cũng chia sẻ với mình rất là ít thôi. Những cái hình ảnh rất là dễ thương của Trung Vinh và ba của mình, thủ môn Patrick Lê Giang. Hello. I'm fine, thanks. Okay, see you. Xin chào cả nhà. Mưa lớn lắm cả nhà. Mặc dù là cũng đã đỡ hơn so với cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi. Tuy nhiên là chắc chắn là cơn mưa lớn thế này cũng sẽ ảnh hưởng đến buổi tập của các thành viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm nay. Tối nay thì người hâm mộ có lẽ là dành sự quan tâm rất là lớn cho cuộc đối đầu của đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Iran vào lúc 18:30. Tuy nhiên là theo như thông tin mà Vlog ngoài đường pit có được thì ngày hôm nay thủ môn Patrick Lê Giang cũng đã quay trở lại để hội quân với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo một cái bản hợp đồng mới có thời hạn là một mùa giải, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là ngày đầu gặp gỡ lại những người đồng đội mà mới chỉ cách đây hơn một tháng thôi họ còn cùng với nhau chiến đấu trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2023 sẽ như thế nào nha. Let's go. Mình cũng tranh thủ kiếm cái chỗ để trú mưa và quay clip. Mưa này thật sự là hơi quải. Ngọc Long đã ra sân để tập luyện trước rồi. Bên cạnh là anh Lương Trung Tuấn. Bên này là Ngô Tùng Quốc và Đào Quốc Gia đã ra sân để chuẩn bị cho buổi tập rồi. Xe này nhìn quen quen, hình như là của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì phải. Một cầu thủ ngoại đang thử việc ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hay quá. Đây là Lê Trung Vinh, và xin được chia sẻ với cả nhà ngày hôm nay là ba của Lê Trung Vinh, đó là anh Linh, thì vừa từ Mỹ bay về và thăm con trai của mình. Nhớ lắm đó, nhớ lắm đó cả nhà. Anh Linh bị tai biến 2 năm rồi và anh nói chuyện rất khó khăn. Anh về Việt Nam lần này để châm cứu, chữa bệnh, và anh cũng chia sẻ với mình rất là ít thôi. Những cái hình ảnh rất là dễ thương của Trung Vinh và ba của mình.
Đó, các cầu thủ bây giờ mới biết là đây là ba của Trung Vinh. Anh Linh thì bay từ Texas, bay về Việt Nam vào ngày hôm qua và hôm nay là đến thăm con trai. Cũng lâu rồi, hai cha con chưa có dịp gặp nhau. Và đây là thủ môn Patrick Lê Giang. Hello. I'm fine, thank you. Okay, see you. Gặp lại những người bạn rất là vui. Trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Khánh Hòa vào ngày hôm qua thì Minh Trung là người đã có bàn thắng mở tỷ số cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, xin lỗi ạ, đang nói cái nghĩ sao nói lộn. Đây là Hạ Long, tân binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đằng xa kia cũng là hai tân binh mới, đó là Minh Tùng, trung vệ, và tiền vệ là Thanh Thảo. Thanh Thảo mùa trước khoác áo câu lạc bộ BKMX Bình Dương, và Minh Tùng thì khoác áo của Đông Á Thanh Hóa. Hạ Long khoác áo của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Có thể nói là về mặt lực lượng, các cầu thủ nội của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ cũng ổn định rồi. Về ngoại binh thì có Brandon Lucas là sẽ thi đấu rồi đó, chắc chắn rồi. Và lúc nãy thì mình cũng quan sát thấy một cầu thủ ngoại tên là Ted cũng đã thi đấu ở giải Pháp, và bạn ấy nhiều khả năng là sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ đưa Ted đi kiểm tra sức khỏe. Đó, chúng ta có thể thấy được là niềm vui của những người bạn khi họ gặp lại nhau. Trung Vinh giới thiệu Thanh Khôi với chú Linh. Nãy thì Minh Trung có nói mình là anh Dũng ơi, ba em coi kênh của anh nhiều lắm á, anh quay em nhiều xíu. Đáp ứng luôn yêu cầu của Minh Trung. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ tính toán như thế nào về lực lượng các cầu thủ Việt Kiều đây? Cũng là một câu chuyện không hề đơn giản. Lúc này thì ở trong buổi tập ngày hôm nay thôi đã có tới 3 cầu thủ Việt Kiều. Đó là Lê Trung Vinh, là Patrick Lê Giang và cầu thủ mang áo số 26. Một chút nữa mình sẽ hỏi tên. Huấn luyện viên Quang Trải thì vừa mới học xong lớp bằng Pro của AFC và trở về để tiếp tục phục vụ cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là anh Thông, hôm bữa thì anh được Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhờ ra để hỗ trợ cho đội tuyển Olympic Việt Nam về chuẩn bị các cái trang thiết bị tập luyện mỗi ngày
trong quá trình mà đội tuyển Olympic Việt Nam tập luyện tại trung tâm đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để hướng tới sân chơi ASEAN 19 vừa rồi. Sau đó thì khi mà đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc thì anh Thông cũng quay trở về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục phục vụ cho đội bóng. Lúc này thì Minh Tùng đang tạm thời mặc chiếc áo số 10. Có lẽ là chiếc áo của một cầu thủ ngoại cho nên là mới vừa với Minh Tùng. Chiều cao của Minh Tùng khá nổi bật so với các đồng đội ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày mai thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn một trận đấu giao hữu nữa tại Bình Dương và đối thủ vẫn là một cái tên quen thuộc, đó là đội chủ nhà BKMX Bình Dương. Và hy vọng là nếu sắp xếp được thời gian thì Vlog Ngoài Được Biết cũng sẽ có mặt tại sân Gò Đậu để tác nghiệp trận đấu giao hữu này, vì đó có thể sẽ là trận đấu mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẽ tung tân binh Quế Ngọc Hải ra sân, còn ở bên phía của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là thủ môn Patrick Lê Giang. Đây là cầu thủ ngoại mà lúc nãy mình đã đề cập trong chương trình. Một ngoại hình chất lượng và gương mặt thì khá là cá tính đó. Liệu có phải là một Victor Mansaray nữa hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong thời gian tới. Thể hình thì có vẻ là không bằng được Victor Mansaray, nhưng mà nhìn độ chất chơi người dơi thì có vẻ là cũng không phải dạng vừa đâu. Hello. Mình quan sát thì có lẽ là cũng cao tầm khoảng 1m80. 1m80. Đó, ngoái chiều lắm đó. Hòa đồng có vẻ hơi bị nhanh đó. Nói chung là hy vọng là mùa tới này sẽ gắn team tốt cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là được rồi. Đó. Ghê. Kéo trái bóng. Được đó. Tự tin đó. Mình hy vọng sẽ là một gam màu tươi sáng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mùa giải tới đây. Nghe giọng quen thuộc rồi. Đây. Một chất giọng rất là quen thuộc đã được cất lên. Khí thế. Ghê. À đó vậy đó. Hình ảnh tươi vui và rất là nhiều kỳ vọng. Vâng, đây là tất cả những hình ảnh liên quan đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày tác nghiệp hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Đúng một tháng nữa, V-League 2023-2024 sẽ chính thức khởi tranh.
Võ Huy Toàn cũng đã tái ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và hy vọng là bạn ấy sẽ tiếp tục có những đóng góp cho đội bóng của thành phố. Theo các bạn thì liệu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dùng hai ngoại binh và hai cầu thủ Việt kiều để đáp ứng đủ suất, tức là tính thành ba ngoại binh và một cầu thủ gốc Việt, hay là họ sẽ chỉ giữ một cầu thủ Việt kiều, đó là Patrick Lê Giang, và sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm một cầu thủ ngoại nữa. Còn những cầu thủ Việt kiều đang thử việc thì sẽ đưa xuống câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Công nhận cái màu sân cỏ nó đẹp á, xong rồi nó hiện lên trên cái màn hình nó rất là đẹp. Nhìn cầu thủ cứ đẹp nét căng luôn.